Xin chào, đây là kênh Feed You cùng với ba chàng ngự lâm áo vàng áo đôi này. Yeah. Chúng ta không hẹn mà gặp, chúng ta sẽ trở lại với cái series các bài tập cho bụng nhé. Các bài tập nó rất là cơ bản, rất là đơn giản thôi. Và nếu chúng ta có cái nhu cầu của bài tập nó nặng hơn, khó hơn, hãy tương tác comment cho nhau biết. Nhưng trước khi đó hãy tập thử đi. Yo, nào đến với video tiếp theo nào. Liên tục tấn công vào bụng nhá. Nằm ngửa ra đây. Dễ cực kỳ luôn. Đó là để cái gót chân nó cách đâu đó, cách mông khoảng một bàn tay đi. Nhấc cái vai lên, khép cái cằm vào cổ này. Sau đó hướng hai tay về phía hai gót chân. Chưa tới đúng không? Với một với phải, sau đó nghỉ. Một với trái, sau đó nghỉ. Go. Với phải, nghỉ. Với trái, nghỉ. Cứ bình tĩnh mà làm. Đó. Thở ra. Một lần với một nhịp thở. Được chưa? Làm sao cho tôi cố định được cái gót chân đấy nhá. Cố định gót chân, cố định cái mông, cố định cái lưng dưới. Cái di chuyển ở đây là hai cái tay. Bản chất của nó là co thắt cái eo vào, co rúm cái eo vào để kéo cái vai về phía cái đầu gối, kéo cái vai về phía cái gót chân, rồi cái tay nó chạm nhé. Thở ra. Thở ra, khi chúng ta nhấc cái vai lên nó đã bụng trên, chúng ta đã được tập rồi. Và cứ nghiêng hai bên này nó vào eo liền, được chưa? Nào. Bây giờ này, tay đỡ cho gáy nhá. Tay đỡ cho gáy này. Mở hai khuỷu tay xa nhau nha. Đây là gần nhau, đây là xa nhau. Xa nhau hết cỡ, khoảng cách của hai khuỷu tay xa nhau hết cỡ. Chúng ta nhấc cái một cái chân bất kỳ lên, được chưa? Nhấc lên góc để cho cái đùi nó vuông góc sàn nhà, dừng lại. Hướng cái ngực về phía cái đùi gối. Bắt đầu, một bên bất kỳ. Chân trái tay phải, chân phải tay trái. Đó. Thu hẹp cái khoảng cách của cái ngực với cái đùi. Nếu là ngực phải thì cho nó gần với đùi trái. Được chưa? Cái đùi nó chỉ đi thế thôi. Nó vuông góc với sàn nhà, nó dừng lại rồi. Bây giờ cho cao cái vai lên. Cao cái vai lên để đẩy cái ngực về gần cái đùi. Muốn gần nhau thì cái ngực phải đi tích cực. Đùi nó chỉ đi vậy thôi. Bây giờ thấy bụng trên nó nóng rồi. Chút chút xiên chéo, một chút chút xiên chéo. Nhớ nhé, các điểm bám của cơ nó rất là đa dạng. Ta nhiều góc khác nhau để đảm bảo tác động được nhiều vùng cơ nhất, nhiều sợi cơ nhất. Hai bài rồi. Bài số 3 này. Lấy đà đi. Tay đưa cao qua đầu này. Sau đó đánh văng người lên. Giờ nói là lấy đà như vậy, chúng ta càng ít đà càng tốt. Kéo cái xương sườn dưới cùng về phía cái cặp quần nha. Bắt đầu. Lên là thở ra. Lên là thở ra. Nếu chúng ta cảm thấy cái gáy, cái cổ đối với người mới chúng ta sẽ bị mỏi đấy. Chúng ta có thể đỡ ở sau gáy như thế này. Đó. Không lấy đà nhé. Không lấy đà nhé. Không văng người nhé. Không nổi lưng dưới nhé. Ở đây nó là cái bụng trên này nó co, làm cho cái vai bị nhấc lên. Nó có thể nó không được cao lắm đâu. Chỉ cần cái xương bả vai không chạm sàn nữa là được rồi. Được chưa? Giờ lại từ từ đặt xuống. Đó. Và chúng ta nhả từ từ nhé. Đừng có là văng người lên lấy đà rồi thả rơi tự do. Cái đó nó không có nhiều hiệu quả đâu. Làm sao mà lên chậm, xuống chậm. Ba bài rồi. Bài số 4 làm gì đây? Cho bụng dưới đi. Duỗi cả hai chân cho huấn luyện viên nào. Bài này dễ này. Đưa chân trái lên. Cùng một lúc chân trái xuống thì chân phải lên. Được chưa? Đan chéo nhau như vậy. Được chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cắt kéo chân này lên, chân kia xuống. Cái chân chúng ta đừng duỗi thẳng nhé. Đặc biệt với người mới. Với người mới khi chân chúng ta duỗi thẳng tưng thì cái xu hướng của cái lưng dưới nó sẽ nổi lên. Được chưa? Nó vênh lưng dưới lên thì cái bài tập nó lại tác động vào lưng. Nó có vào bụng nhưng nó bị chia bớt cho lưng. Mình không muốn vào lưng. Lưng sẽ có bài riêng. Được chưa? Thì chúng ta ép cái lưng dưới xuống. Nếu không ép được thì nhấc vai lên. Một cách. Cách thứ hai là kê bàn tay dưới mông. Được chưa? Cách thứ ba là nhấc cái... vẫn là nhấc vai. Được chưa? Chống khuỷu. Thay vì kê tay ở đầu thì chúng ta nhấc hẳn cái vai lên. Rồi. Bụng dưới xong. 4 bài rồi nhá. Bài số 5 này. Nhìn trước, nhìn trước, nhìn trước. Lại đưa cho bụng trên. Hai chân chúng ta đưa lên góc 12 giờ tương đối rồi. Chân hơi trùng nha. Hóp bụng lại nha. Bám lưng dưới này. Hai bàn tay với về phía hai cổ chân. Rồi đi xuống. Đối với người mới chúng ta có thể hỗ trợ. Mượn lực bằng cách là bám tay phía sau khoeo chân như thế này. Được chưa? Dùng lực của bụng nhé. Dùng lực của bụng. Co lên. Nó không lên được thì lúc đấy mới mượn đến tay.
thiếu bao nhiêu mượn bấy nhiêu chứ không hoàn toàn đu lực của tay nhé. Ví dụ như là cần 10 cân, 10 lực kéo 10 cân để chúng ta nhấc được cái vai lên. Bản thân cái bụng nó có 7 rồi thì nó chỉ mượn tay 3 thôi. Nếu mà đu hết cả bằng tay thì nó không vào bụng nữa, hiểu chưa? Lên, nhả từ từ thôi, nhả từ từ thôi. Nó sẽ hiệu quả hơn đấy. Rồi, 5 rồi. Nào, bài số 6. Làm gì? Bài số 6. Với bàn tay về phía bàn chân, cả hai bên nhé, cả hai bên nhé. Nào, lên. Đổi bên. Cái tay có thể linh hoạt ở gáy cũng được, ở hai bên cũng được, mở rộng như thế này cũng được. Chỉ bất cứ cách nào chúng ta có thể tập được cùng nhau. Và khi nhớ là nhấc đầu lên là để cái khoảng cách của cằm và cái chính xác là cằm và cái xương quai xanh chúng ta này ổn định. Đừng ngửa lên ngửa xuống nhiều nhé. Nó sẽ làm cho mình cổ mình mỏi trước khi là mình thấy đau bụng đấy. Đấy chưa? Có thể dùng tay đỡ gáy như thế này. Dễ hơn. Đó, nó sẽ ổn định hơn. Cái chân thì đưa lên góc 12 giờ, còn bàn tay thì với về phía bàn chân. Muốn bàn tay với được tới chân thì cái vai bắt buộc nó phải nhấc cao. Và vai nhấc cao thì nó sẽ tác động vào bụng. Ok, 6 rồi. Rồi, chúng ta tiếp này, chúng ta chống hai cái khuỷu tay lên nào. Chống hai cái khuỷu tay, nhấc vai lên này. Được chưa? Co gối này. Rồi, rồi co, bụng dưới nhá. Bắt đầu. Gồng cứng cơ bụng. Khi chúng ta thở ra ấy, cái bụng nó được làm cứng lại. Bây giờ nó sẽ được kéo căng ra và nó gồng cứng lên. Bây giờ thở phú, bụng xẹp, bụng cứng. Đấy, khi phổi xẹp thì bụng sẽ cứng. Cứ thở ra, thở hết ra, hết hơi ra nhá. 15 giây nữa nào, liên tục. Ba, hai, một, rồi, một động tác nữa thôi, một động tác nữa thôi. Chúng ta co hai cái khuỷu tay lên, được chưa? Để cho nó ngang vai như này, ngả cái vai ra sau nhá. Hai cái gót chân chấm sàn này. Nhấc một chân bất kỳ lên, nhấc bên nào chúng ta xoay bên đó, nhấc bên nào xoay bên đó. Thở ra, xoay nghiêng người, rút gối lên và xoay nghiêng người. Xoay ngực là chính nhá, ngực xoay là chính. Đó. Ngực xoay thì cái bụng nó sẽ được xoắn vào. Đó, chứ không phải hạ vai, không phải hạ tay. Không phải hạ vai, hạ tay. Mà là ngực xoay, ngực xoay tích cực. Thân trên, thân dưới vặn nhau. Vắt cái eo ra, vắt mỡ ra. Để cho nó một cái diện mạo mới, nó gọn gàng hơn nhá. À, nó đỡ bị lòi, ngồi nó đỡ bị phòi, nó đỡ bị chảy ra. Đấy. Ok. Yo, vậy là được một phần của bài tập rồi. Chúng ta cảm nhận ra làm sao. Quang tin là nó cũng đủ để chúng ta một chút nhăn nhó đấy. Và yên tâm là có hiệu quả nhé. Có tập là có hiệu quả. Và bây giờ lau mồ hôi đi, uống nước rồi quay trở lại làm tiếp nhé. Một với phải, sau đó nghỉ. Một với trái, sau đó nghỉ. Go. Với phải, nghỉ. Với trái, nghỉ. Cứ bình tĩnh mà làm. Đó. Thở ra. Một lần với một nhịp thở. Được chưa? Làm sao cho ta cố định được cái gót chân đấy nhá. Cố định gót chân, cố định cái mông, cố định cái lưng dưới. Cái di chuyển ở đây là hai cái tay. Bản chất của nó là co thắt cái eo vào, co rúm cái eo vào để kéo cái vai về phía cái đầu gối, kéo cái vai về phía cái gót chân, rồi cái tay nó chạm nhá. Thở ra. Thở ra, khi chúng ta nhấc cái vai lên nó đã bụng trên, chúng ta đã được tập rồi. Và cứ nghiêng hai bên này nó vào eo luôn, được chưa? Nào. Bây giờ này, tay đỡ cho gáy nhá. Tay đỡ cho gáy này. Mở hai khuỷu tay xa nhau nha. Đây là gần nhau, đây là xa nhau. Xa nhau hết cỡ, khoảng cách của hai khuỷu tay xa nhau hết cỡ. Rồi nhá, nhấc cái một cái chân bất kỳ lên, được chưa? Nhấc lên góc để cho cái đùi nó vuông góc sàn nhà dừng lại. Hướng cái ngực về phía cái đùi gối. Bắt đầu, một bên bất kỳ. Chân trái tay phải, chân phải tay trái. Đó. Thu hẹp cái khoảng cách của cái ngực với cái đùi. Nếu là ngực phải thì cho nó gần với đùi trái. Được chưa? Cái đùi nó chỉ đi thế thôi. Nó vuông góc với sàn nhà, nó dừng lại rồi. Bây giờ cho cao cái vai lên. Cao cái vai lên.
để đẩy cái ngực về gần cái đùi. Muốn gần nhau thì cái ngực phải đi tích cực, đùi nó chỉ đi vậy thôi. Đấy, thấy bụng trên nó nóng rồi, chút chút xiên chéo, một chút chút xiên chéo. Đã nhớ nhé, các điểm bám của cơ nó rất là đa dạng, ta nhiều góc khác nhau để đảm bảo tác động được nhiều vùng cơ nhất, nhiều sợi cơ nhất. Hai bài rồi, bài số 3 này, lấy đà đi, tay đưa cao qua đầu này, sau đó đánh văng người lên. Dân nói là lấy đà như vậy, chúng ta càng ít đà càng tốt. Kéo cái xương sườn dưới cùng về phía cái cặp quần nha. Bắt đầu, lên là thở ra, lên là thở ra. Nếu chúng ta cảm thấy cái gáy, cái cổ đối với người mới chúng ta sẽ bị mỏi đấy, chúng ta có thể đỡ sau gáy như thế này. Đó, không lấy đà nhé, không lấy đà nhé, không văng người nhé, không nổi lưng dưới nhé. Ở đây nó là cái bụng trên này nó co, làm cho cái vai bị nhấc lên, nó có thể nó không được cao lắm đâu. Chỉ cần cái xương bả vai không chạm sàn nữa là được rồi. Được chưa, giờ lại từ từ đặt xuống. Đó. Và chúng ta nhả từ từ nhé, đừng có là văng người lên lấy đà rồi thả rơi tự do. Cái đó nó không có nhiều hiệu quả đâu. Làm sao mà lên chậm, xuống chậm. Ba bài rồi, bài số 4, làm gì đây? Cho bụng dưới đi, duỗi cả hai chân cho huấn luyện viên nào. Bài này dễ này, đưa chân trái lên, cùng một lúc chân trái xuống thì chân phải lên, được chưa? Đan chéo nhau như vậy, được chưa? Sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu. Cắt kéo chân này lên, chân kia xuống. Cái chân chúng ta đừng duỗi thẳng nhé, đặc biệt với người mới. Với người mới, khi chân chúng ta duỗi thẳng tưng thì cái xu hướng của cái lưng dưới nó sẽ nổi lên, được chưa? Nó vênh lưng dưới lên thì cái bài tập nó lại tác động vào lưng. Nó có vào bụng nhưng nó bị chia bớt cho lưng. Mình không muốn vào lưng, lưng sẽ có bài riêng, được chưa? Chúng ta ép cái lưng dưới xuống, nếu không ép được thì nhấc vai lên, một cách. Cách thứ hai là kê bàn tay dưới mông, được chưa? Cách thứ ba là nhấc cái... vẫn là nhấc vai, là chống khuỷu. Thay vì kê tay ở đầu thì ta nhấc hẳn cái vai lên. Rồi, bụng dưới xong, 4 bài rồi nhá. Bài số 5 này, nhìn trước, nhìn trước, nhìn trước. Lại đưa cho bụng trên, hai chân chúng ta đưa lên góc 12 giờ tương đối rồi, chân hơi trùng nha, hóp bụng lại nha, bám lưng dưới này. Hai bàn tay với về phía hai cổ chân, rồi đi xuống. Đối với người mới chúng ta có thể hỗ trợ mượn lực bằng cách là bám tay phía sau khéo chân như thế này, được chưa? Dùng lực của bụng nhé, dùng lực của bụng. Co lên, nó không lên được thì lúc đấy mới mượn đến tay. Thiếu bao nhiêu mượn bấy nhiêu chứ không hoàn toàn đu lực của tay nhé. Ví dụ như là cần 10 cân, 10 lực kéo 10 cân để chúng ta nhấc được cái vai lên. Bản thân cái bụng nó có 7 rồi thì nó chỉ mượn tay 3 thôi. Nếu mà đu hết cả bằng tay thì nó sẽ không vào bụng nữa, được chưa? Lên, nhả từ từ thôi, nhả từ từ thôi. Nó sẽ hiệu quả hơn đấy. Rồi, 5 rồi. Nào, bài số 6. Làm gì? Bài số 6. Với bàn tay về phía bàn chân, cả hai bên nhé, cả hai bên nhé. Nào, lên, đổi bên. Cái tay có thể linh hoạt ở gáy cũng được, ở hai bên cũng được, mở rộng như thế này cũng được. Chỉ bất cứ cách nào chúng ta có thể tập được cùng nhau. Và khi nhớ là nhấc đầu lên là để cái khoảng cách của cằm và cái chính xác là cằm và cái xương quai xanh của chúng ta này ổn định. Đừng ngửa lên ngửa xuống nhiều nhé, nó sẽ làm cho mình cổ mình mỏi trước khi là mình thấy đau bụng đấy. Đấy chưa? Có thể dùng tay đỡ gáy như thế này dễ hơn. Đó, nó sẽ ổn định hơn. Cái chân thì đưa lên góc 12 giờ, còn bàn tay thì với về phía bàn chân. Muốn bàn tay với được tới chân thì cái vai bắt buộc nó phải nhấc cao. Và vai nhấc cao thì nó sẽ tác động vào bụng. Ok, 6 rồi. Rồi, động tác tiếp là chúng ta chống hai cái khuỷu tay lên nào. Chống hai cái khuỷu tay nhấc vai lên này. Được chưa? Co gối này, duỗi rồi co, bụng dưới nhá. Bắt đầu, gồng cứng cơ bụng. Khi chúng ta thở ra ấy, cái bụng nó được làm cứng lại. Bây giờ nó sẽ được kéo căng ra và nó gồng cứng lên. Bây giờ thở, bụng xẹp, bụng cứng. Đấy, khi phổi xẹp thì bụng sẽ cứng. Cứ thở ra, thở hết ra, hết hơi ra nhá.
15 giây nữa nào, liên tục. Ba, hai, một, rồi một động tác nữa thôi, một động tác nữa thôi. Tức co hai cái khuỷu tay lên, được chưa? Để cho nó ngang vai như này, ngả cái vai ra sau nhá. Hai cái gót chân chấm sàn này, nhấc một chân bất kỳ lên, nhấc bên nào chúng ta xoay bên đó, nhấc bên nào xoay bên đó. Thở ra, xoay nghiêng người, rút gối lên và xoay nghiêng người. Xoay ngực là chính nhá, ngực xoay là chính. Đó, ngực xoay thì cái bụng nó sẽ được xoắn vào. Đó, chứ không phải hạ vai, không phải hạ tay, không phải hạ vai hạ tay, mà là ngực xoay tích cực. Thân trên thân dưới vặn nhau, vắt cái eo ra, vắt mỡ ra, để cho nó một cái diện mạo mới, nó gọn gàng hơn nhá. À, nó đỡ bị lòi, ngồi nó đỡ bị phòi, nó đỡ bị chảy ra. Đấy. Ok. Chúc mừng mọi người. Vậy chúng ta đã xong một buổi tập nữa rồi, thêm một nội dung đã được chinh phục rồi, được chưa? Rất rất nhiều bài bụng khác nhau, nó là vô tận luôn. Và cái việc mà chúng ta dựng bài như thế này, chúng ta đã sẽ được hướng dẫn, chúng ta sẽ trở thành huấn luyện viên, hay chỉ đơn giản là chúng ta muốn giảm cân thay đổi hình thể, đăng ký khóa học đi, đăng ký kênh trước đó, sau đó rủ thêm người tập, rủ thêm người chia sẻ. Sẵn sàng. Bye bye.